Xin chào quý vị và các bạn, một mẫu xe mà mua với giá 3 tỷ 069 triệu, và nếu như để mà lăn bánh được thì loanh quanh chúng ta cũng phải mất tới gần 400 triệu nếu mà đăng ký ở biển ở tỉnh, tương đương với một chiếc VinFast Fadin mà sẽ ra mắt trong năm nay. Và chủ xe của BMW 530i đang đứng ngay cạnh tôi đây chính là anh Hoàng Anh. Và cái câu hỏi đầu tiên ấy, Hùng muốn hỏi với anh Hoàng Anh rằng là cái lý do gì mà anh lại chọn một cái mẫu xe BMW 530 với một cái giá là 3 tỷ 069 triệu, nó cao hơn tất cả các mẫu xe khác trong cùng phân khúc như Lexus ES 250 này, rồi là E300 AMG, ngay cả Audi A6 nữa. Vâng. Chào anh Hùng. Trước khi mà em chọn cái này ấy, thì khi mà mình bỏ một cái tầm tiền mà như thế ra mình mua một con xe, chắc chắn là mình phải xem xét con xe đấy nó có cái gì. Rồi. Hoặc những cái con xe khác của đối thủ với con xe này có những cái điểm gì hay mà mình để mình chọn. Thì trước khi em lấy con BMW này thì em cũng chia sẻ thật luôn với tất cả mọi người là em cũng đi xem hết về Audi, về Mercedes, về Volvo, về Lexus thì em xem qua hết rồi. Thì mỗi các cửa hàng của họ và những cái mẫu xe mà tương đương với những cái xe này nó có những cái điểm mạnh riêng và điểm yếu riêng. Đa phần là ví dụ như Volvo thì có dòng S90 thì nó không có xe, nó không còn về Việt Nam nữa nên là không thể tìm được. Sang bên Audi thì có A6 nhưng mà A6 giá rất là rẻ. Nhưng mà riêng A6 thì khi mà về Việt Nam ở cái bản hiện tại bây giờ thì hơi dòng ít option. Xe nó một là nó khi về Việt Nam thì nó mất hết option. Thứ hai là mẫu thiết kế của những cái dòng xe mà từ thời điểm hiện tại em mua chiếc này đổi về trước thì nó mẫu thiết kế của nó là thiết kế form cũ rồi, form ngày xưa rồi, nó không có đẹp. Form mới ấy, thì nó phải rất là lâu nữa nó mới về. Nên Audi em cũng không mua được. Lexus thì trước khi em lấy xe này thì trước Tết em cũng có xem qua bản ES thì tháng 4 sẽ về, năm 2019 thì em cũng ngồi thử. Nhưng mà em cảm thấy nó rất là chật. Nó không có cái độ rộng mà thoải mái cho mình sử dụng. Thế nên là em cũng cảm thấy nó không hay lắm. Quay sang Mercedes thì thực sự là Mercedes là tốt nhất. Em thấy Mercedes rất tốt. E300 rất đẹp. Nhưng mà có một cái vấn đề là khi mà em bỏ cái tầm tiền hơn 3 tỷ em ra, em mua một con xe thì em đổi lại gì? Em đi làm ăn. Em bỏ cái tầm tiền hơn 3 tỷ ra thì em phải có được một cái gọi là gì đấy riêng, cái bản chất nó riêng. Nhưng mà khi em mua mẻ, em không có chất riêng nữa. Ra ngoài đường, đi 5 phút nhìn thấy rất nhiều mẻ. Đi rất nhiều. Cái thứ hai nữa, bản chất của mẻ nó là nó không còn có xe Nhật nữa. Mà họ chủ yếu là họ lắp ráp. Mà em thích chất Đức là chất nhập khẩu. Nhập khẩu. Mà nhập khẩu là phải nhà máy từ Đức. À tôi là phải từ Đức cơ. Vâng, bởi vì thích là như thế. Cái thứ hai nữa là cái quan trọng nhất của một chiếc xe ô tô ấy, là cái trái tim của chiếc xe, nó chính là động cơ. Thì động cơ khung gầm thì em thấy là mọi người đều khen. Nó chính là trái tim của chiếc xe. Thì BMW thì nó có cái đó. Nó là hội đủ các cái tiêu chí mà mình chọn. Theo cái ý Hoàng Anh thì có nghĩa rằng là với loanh quanh cái tầm tiền 2 tỷ 6, 2 tỷ 8, 3 tỷ thì cái việc mình thêm 2, 3, 400 triệu nghe như là nó cũng rất là bình thường đúng không? Cũng mình quan trọng là mình phải thích. Đúng rồi. Đấy là cái quan điểm. Thực ra ấy, khi mà bỏ thêm cái khi mà chúng ta ấy mà chọn con xe khoảng 3 tỷ rồi thì cái mức dao động khoảng 2, 3, 400 triệu nó không phải là một vấn đề. Cái đó không phải vấn đề, quan trọng của chúng ta được cái gì. Đúng và chúng ta có được cái gì sau đó. Ví dụ khi mà em lấy con BMW này, em nhìn cái đầu tiên của nó chính là cái chất riêng. Mà khi chất riêng này, khi mà đi giao tiếp, mình đi làm ăn, mình là người làm ăn, mình đi giao tiếp, gặp đối tác. Thì đôi khi mình gặp người này lạ này, đối tác này lạ, người ta nhìn thấy mình, lần đầu người ta không nhớ mình, người ta không biết mình là ai. Hay quá. Nhưng mà khi mà nhìn có xe, nhìn thấy xe hoặc đi cùng xe với mình là họ biết, à, ông này là ông đi xe BMW này. Mà những cái người khác, kể cả họ đi mẹt thôi, chưa chắc là có được cái điều đó. Bởi vì nó quá nhiều người đi mẹt. Nhưng mà BMW nó lại hiếm.
Thế thì hóa ra những cái hàng mà hiếm hiếm một chút mà lại sang lại ấy, có khi lại tạo được nhiều cái chất riêng nhỉ? Thế thì phải cảm ơn cái năm vừa rồi là BMW lại nhập hơi ít xe về. Đấy. Thì trước đây thì mình cũng được biết là Hoàng Anh đã chạy Camry, nhưng một biếc từ Camry lên BMW luôn, không cần trải qua Lexus. Thông thường thì sẽ là Camry là lên Lexus rồi đi Lexus vài năm rồi Đức rồi là Thụy Điển rồi là gì gì đó, đúng không? Đấy là cái điều rất là thú vị. Bởi vì tất cả mọi thứ thì mình đều có thể tính được. Cái khả năng mình làm ra hoặc những cái gì mà sau khi mình mua xe này mình nó được làm ra được cho mình. Nói về đến làm ra, nó có một cái câu hỏi rất là hay như thế này này. Thông thường anh em chúng ta hay ngồi nói chuyện với nhau, thậm chí là anh em làm xe cũng vậy, hay mua đi bán lại ấy. Thì thông thường là mua những cái dòng xe nào nó đi 3, 4, 5 năm gì đó, nó vẫn giữ giá một tí cho nó lành, sau khoảng 4, 5 năm chúng ta chuyển đổi đi thì vẫn đường còn một cục tiền bù thêm ít thôi lên cái dòng xe sang. Thì quan điểm của Hoàng Anh như thế nào về cái sự mất giá và giữ giá? Thì với cái tiêu chí ấy, em thấy cái này nó thuộc về phong cách sống này. Hay quá. Phong cách sống của người Việt chúng ta ấy là tiết kiệm. Tiết kiệm dần dần, xong người tích góp dần, xong người lên dần. Còn cái phong cách sống của những người nước ngoài, châu Âu hay Hoa Kỳ ấy, đôi khi ấy là họ mua xong một con xe, họ sử dụng trước. Xong họ nợ ngân hàng. Sau đó họ trả dần. Đó là phong cách sống. Nhưng mà cái điểm ấy, em thấy quan điểm của người ta hay hơn của mình. Bởi vì cùng cái thời gian trong vòng khoảng 5 năm, cái 5 năm là anh sẽ làm ra được cái giá trị chiếc xe. Ví dụ là một con xe rất là đắt tiền là như thế. Thì thay vì người Việt Nam mình là phải khổ sở trên chiếc xe cố, sau 5 năm mình mới có khả năng để mình mua một con xe mới đấy. Mình trong cái 5 năm đấy là mình đã khổ rồi. Bởi vì mình còn đi con xe nó còn khổ, nó còn ít tiền, nó còn chưa phục vụ cho mình được nhiều. Thì với cái cách sống của người bên Hoa Kỳ hoặc cách sống của những người ở bên các nước phát triển, thì họ mua xe trước, sau đó họ làm ra tiền. Thì họ vừa hưởng thụ được con xe đấy mà họ vẫn có tiền họ trả luôn cho con xe đấy. Em có cái phong cách sống nó kiểu như vậy. Kiểu như vậy, nó hiện đại hơn một chút, nó cách nghĩ nó thoáng hơn. Tức là mình mua một cái xe vừa ý mình, sau đấy mình tiếp tục tạo ra những cái giá trị, mình nỗ lực, mình làm việc mình. Và khi em cảm giác khi em ngồi trên chiếc xe này thì nó có một cái đẳng cấp gì đó khác. Và một mà dùng từ đẳng cấp này nó không phải hay lắm. Nó có gì như chất riêng. Nó chính xác của gọi đó là tư tưởng của mình. Nó thay đổi. Tư tưởng mình thay đổi. Phong cách của mình thay đổi. Và khi cái tư tưởng mình thay đổi rồi, mình không còn tư tưởng, mình không sẽ không suy nghĩ, mình sẽ kiếm những cái. Khi mình đi xe nhỏ nhỏ, mình sẽ nghĩ mình kiếm nhỏ. Nhưng khi mình đi xe lớn, mình sẽ kiếm lớn. Thực ra đấy một cái quan điểm mình nghĩ là rất 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 hay. Thế thì thực ra về cái dòng BMW này, nó có một cái thiết kế có gì đó rất là Đức. Mà nói về Đức thì mình cũng chung chung lắm, nhưng mình thấy nó như này, thiết kế của các dòng xe Đức nói chung và BMW nói riêng ấy, nó có một cái gì đấy nó rất là đơn giản, tinh tế, nhưng rất tiện nghi và cũng đẹp. Mẫu xe này nói thật đi 10 năm nữa nhìn form nó vẫn đẹp. Em thấy ấy, dòng BMW ấy, nó ít khi thấy form, nó rất là cổ điển. Ví dụ anh vào nội thất, cái đầu DVD của nó, kể cả series 7, series 8 nó vẫn có. Nó không hề mất, họ không thay đổi. Bởi vì có cái chất riêng của họ, họ không cần phải thay đổi. Có những thứ nó rất là bảo thủ, nhưng mà nó là BMW mà. Đơn giản tôi là BMW thôi, tôi được quyền như thế. Và anh thích tôi thì anh bắt buộc là anh cứ phải bỏ tiền ra anh mua thôi. Có những cái hãng khác ấy. Họ đi sau, nên họ phải chạy theo, nên họ mới thay đổi. Còn đây, ông có một đẳng cấp. Tức là phong cách của người dẫn đầu rồi. Phong cách người dẫn đầu. Không cần phải chạy theo. Quay trở lại với cái thiết kế của cái 530 mới này. Thì cái phần đầu xe ấy, là có lẽ là luôn là cái phần luôn ấn tượng nhất. Thì Hoàng Anh cảm thấy nó như thế nào? Và có thích đối với những cái tính năng như là đèn LED này đi trong đêm thì như thế nào không? Rồi cản dưới rồi vân vân. Về tính năng của cái phía trước này thì thực sự là em chỉ thấy có cái phần khi mà đi ban đêm đèn pha. Cái đèn pha mới của BMW này rất là đẹp. Khi mà bật lên đèn này, đèn full LED rồi. Adaptive LED luôn. Đấy. Tự động điều chỉnh khoảng cách rồi góc chiếu rồi vân vân. Thực ra cái công nghệ này bây giờ trên những cái dòng xe sang thì có bốn đèn ở đây, có bốn đèn độc lập, bốn beam, mỗi bên là bốn beam.
khi đi ban đêm thì nó cảm giác nó có những cái chướng ngại vật phía trước, hoặc những cái xe phía trước nó tự động nó thay đổi góc chiếu, nên là nhìn nó rất là đẹp. Nhìn nó đẹp mà nó lại an toàn cho mình nữa. Vâng. Rất là an toàn. Cái thứ hai là để mình mở cái máy nhá, mở cái máy. Rồi BMW thì chỉ cần giật hai cái lẫy ở trong kia là nó lật lên thôi, chứ mình không phải sờ tay mò mò trong này nữa. Máy Twin Turbo 2.0 nhưng mà công suất là 252 ngựa nhỉ. Mômen cực đại là 350 Nm. Thực ra cái dòng 2 turbo bây giờ đối với các dòng xe Đức hoặc là ngay cả Volvo nữa thì cái công suất nó khá là tương đương với nhau. Nhưng mà cái công suất là một chuyện, cái khung gầm mới là cái chính. Khung gầm, đúng rồi. Hoàng Anh nói một cái câu rất hay mà vừa rồi mình sang thăm cái nhà máy Volvo ấy. Thì cái công đoạn lắp ráp khung gầm và cái chế tạo thân vỏ của nó được đầu tư vô cùng lớn. Bởi vì có một cỗ máy có hàng nghìn mã lực đi nữa nhưng mà lắp trên một bộ khung yếu, méo, độ chính xác không cao hoặc gì đó, vô nghĩa luôn. Nó như một cái móng mà. Móng nhà phải chắc thì ông muốn lắp cái gì thì lắp. Đấy, và cái lẽ mình nghĩ rằng cái Hoàng Anh cũng đã nghiên cứu rất kỹ rồi, cho nên là mới lựa chọn những cái sản phẩm này như vậy. Và giá nó là hàng top luôn rồi. Các bạn có thể quan sát lên này, ngay cả những cái tấm cách nhiệt cũng như là cách âm này của khoang động cơ này, các bạn thấy hàng nhập nó cũng khác, hàng nhập rồi là hàng xịn nó cũng khác hẳn. Hoặc là các bạn có thể xem những các cái máy bây giờ, máy 2.0 turbo này, nó vừa mạnh, và theo cái xu thế bây giờ thì máy 2.0 này nó còn bảo đảm được cái là cái lượng khí thải, cái lượng nhiên liệu tiêu thụ nó sẽ giảm đi, và cũng như bảo đảm về cái vấn đề là khí thải ra môi trường. Ở châu Âu thì nó cực kỳ nghiêm ngặt về cái này luôn. Em cũng chia sẻ luôn là cái ấn tượng nhất của cái máy của chiếc này, nó rất là êm. Khi mà nổ máy gần như không nghe gì, không nghe thì tiếng máy, mà chỉ nghe tiếng gió, tiếng gió của cái quạt làm mát thôi, quạt làm mát thôi. Chứ tiếng động cơ nó gần như bị tiếng quạt làm mát này lớn hết. Nó cũng sẽ khác biệt hơn nữa khi mà chúng ta cầm lái, phần đấy chút nữa các bạn sẽ có được những cái thông tin từ Hoàng Anh. Cũng xin chia sẻ với các bạn rằng là chúng ta hay nhìn những mẫu xe, bây giờ có nhìn nhiều mẫu xe Đức đi trên đường hay đâm đuôi hoặc đâm với những cái mẫu SUV của Mỹ chẳng hạn, thì chúng ta thấy cái phần đầu này là nó bị như nào nhỉ, nó bị lõm vào rất nhiều, thì ui sao xe yếu thế. Nhưng xin thưa với các bạn, đây không phải phần từ cái phần mui xe này đến cái phần đây trước cái trụ chữ A này là phần hấp thụ xung lực nhá các bạn. Nó là phần co rụm được tính chính xác để làm sao để nó giảm cái xung lực khi mà chúng ta ngồi trong khoang xe ấy. Còn nếu mà nó là cứng ấy, nó cứng như những cái thanh rầm ấy, thì đâm bụp phát thì người mình thôi rồi, lãnh đủ hết. Đấy là cái hay của xe Đức, chứ chúng không thể nhìn được là cứ đâm rồi nó rụm vào này. Hay là ví dụ như thiết kế của nó là cái động cơ này nó sẽ phải rơi xuống. Nếu không cái động cơ nó dồn vào khoang thì cũng rất nguy hiểm. Quan trọng cái phần bảo vệ chính là cái khoang cabin, từ cái cột chữ A đến cột ABC đến phần C. Thì những cái đấy là phần cực kỳ quan trọng và cực kỳ cứng trên những cái dòng xe BMW này. Như anh Hoàng Anh lựa chọn cái mẫu xe này là cũng đương nhiên rồi. Nó không chỉ sướng mà lại còn phải an toàn cơ. Khi đâm nhau mới biết là xe nào ngon, nó bảo vệ mình như thế nào. Bây giờ thì mình sẽ ra phần đằng sau nhờ. Phần form ngang xe này thì hay là hệ thống camera 360 thì Hùng cũng đã giới thiệu khá là chi tiết trong cái video trước rồi. Và đây cũng chính là cái mẫu xe mà Hùng đã giới thiệu ngay tại showroom. Mẫu xe này là một trong những cái mẫu có màu sơn rất đẹp và độc nhất, có lẽ độc nhất trong năm này đấy. Rồi đến phần đuôi xe. Phần đuôi xe thì thiết kế của BMW thì bao nhiêu năm cũng vậy. Nó không thay đổi. Nhưng mà vẫn phải yêu. Thế mới dị. Dị thật. Cái xe này có chức năng đá cốp không? Có. Hoàng Anh có thể đá biểu diễn hộ mình cái. Phải chủ xe mới biết là đá. Đá phát ăn luôn. Không sao. Cốp xe thì cốp xe này so với Camry như thế nào? Mình nhìn là không bằng đâu nhá. Vâng, thưa các bạn, nhân tiện ở đây có một chiếc Camry thì chúng tôi cũng có thể so sánh luôn cái cốp của Camry nhá. Đúng không? Cái cốp này nó không sâu bằng nhỉ? Nó không sâu bằng nhưng mà nó lại bè ngang. Đấy. Cho nên Camry thì Camry cũng có cái giá trị của nó. Và các bạn nhìn biển số thì chắc chắn là cũng sẽ đoán được Camry này cũng thuộc sở hữu của Hoàng Anh
Vâng, nhưng mà khi ngồi vào BMW thì thấy cái chất nó khác hẳn Camry. Vâng. Từ những cái vật liệu trên dàn táp lô gỗ này, rất sang luôn, đường viền mạ chrome này, rồi bảng điều khiển, hệ thống audio điều hòa này, vô lăng này, và màn hình này thì đẹp quá rồi. Màn hình này so với năm 20 thì nó to hơn hẳn, Vâng. và độ nét thì không phải nghĩ luôn, có thể điều khiển bằng touch, có thể điều khiển trên vô lăng, có thể điều khiển bằng cái có măng ở đây. Và trên cái mẫu xe này khi mà mình thử ấy, thì mình thích nhất cái hệ thống camera 360 của nó. Đây, camera 360. Đây, với và nó có rất nhiều cam. Nó có rất nhiều cam, nó giả lập. Khi mà anh mở cửa này thì phía cửa bên này nó sẽ không hiển thị gì cả. Bởi vì nó mất cái góc sao? Chiếu rồi đúng không? Mất góc chiếu. Mất góc chiếu rồi. Rồi là những cái hệ thống như là vuốt xoay điều khiển bằng tay ấy, cái điều cảm biến khiển bằng tay, cái cảm ứng ấy thì nó có hai cái. Khi mà mình đi xe và mình nghe nhạc, và nghe nhạc mà khi mà nghe bài nhạc hay ấy, thì tay mình nó cũng theo cảm xúc cho nó lại lên. Và lên. Nó lại lên đây, đặt vào đây, đấy các bạn có thể thấy này, đặt vào đây ngoáy là nó lên thôi. Vâng. À, khi mà lại đang có cái gì đấy lại ngoáy cho nó xuống. Thực ra cái này là một trong những cái công nghệ nó ứng dụng cái gọi là công nghệ trí tuệ nhân tạo vào. Nó có thể là thế hệ đầu tiên, nó chỉ đáp ứng được đâu khoảng 6 thao tác. Và cái tốc độ đáp ứng cũng như cái điểm của mình nó đang bị hơi chậm và mình sẽ phải quen. Nhưng mà mình nghĩ rằng tiếp theo những cái thế hệ tiếp theo thì nó sẽ hiện đại và nó sẽ nhanh hơn rất nhiều. Bao giờ nó phải phát triển từ những cái dưới đi lên. Có lẽ là trên cái về BMW thì mình dành bao nhiêu lời khen thì cũng là thừa. Nhưng mà một trong những cái chi tiết này mình rất thích cái thiết kế cần số đấy bao nhiêu năm. Và đây là cái bản quyền của BMW. Cái bản quyền này họ giữ có lẽ là rất là kỹ. Đến mà khi mà những cái hãng như là VinFast mua lại những cái bản quyền này thì cũng không có được những cái thiết kế cần số như thế này đâu. Nó thiết kế theo đúng hình bàn tay kiểu nhân chắc học. Rất đẹp. Và hộp số là hộp số 8 cấp nhỉ. Lúc nãy mình đi thử nhẹ nhẹ, chuyển ở chế độ comfort không biết nó chuyển lúc nào luôn. Để nhìn đồng hồ tua kia thì biết. Rất là êm. Khi anh chuyển chế độ thì màn hình ở đây cũng hiển thị theo cái chế độ. Đây ví dụ chế độ như 2. mình chuyển độ Eco Pro này. Thì ở đây lập tức sang màu xanh. Và ở đây nó có hai eco nhé, nhưng mà lại có hai kiểu setup. Tức là một là chúng ta để standard, hai là chúng ta chuyển sang individual và chúng ta có thể điều khiển, có thể tùy chỉnh ở trong này đúng không? Vâng. Đó, có thể điều tùy chỉnh khá nhiều thông số. Có thể chỉnh cả vô lăng này. Vẫn eco nhưng mà vô lăng lại vẫn là phải sport cơ. Khi mà sang comfort chẳng hạn. Cá nhân hóa. Cá nhân hóa. Cái tính cá nhân hóa nó rất cao. Và chế độ sport này chắc cũng vậy. Và khi nó thay đổi, không chỉ thay đổi màn hình mà thay đổi màu, thậm chí thay đổi cả hiển thị. Cả trên cái táp lô sau vô lăng. Nó không còn đồng hồ kim nữa, mà khi anh chạy chế độ này là số. Đồng hồ số hết. Đồng hồ số hết. Đấy, và mình đây, mình có thể tiếp tục tùy chỉnh rất nhiều này. Đây, có thể hiển thị luôn cả cái công suất và torque. Đạp là biết bao nhiêu ngay. Xe bây giờ hiện đại nhỉ, nó như máy tính ấy, như máy tính thông minh. Ở những cái chế độ này thì mình hay dùng cái từ là mình driver mode, thì mình kiểu như là mình nói là sở hữu nhiều chiếc xe trong một chiếc xe. Tiết kiệm có, khi mà mình nhẹ nhàng có, thể thao plus, thể thao cộng cũng có. Thì đấy là cái phần 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 rất hay trên những cái dòng xe của Đức. Mà với BMW thì rõ ràng là thật là tuyệt vời đúng không? Ngoài ra thì những cái kết nối điện thoại thông minh rồi nhấn số rồi vân vân thì nó cũng rất là cơ bản rồi. Em thấy chiếc xe này thì option của nó là vừa đủ. Vừa đủ. Tức là cái nào để mà mình cần và những cái mà mình thể hiện ra nó đều có hết.
Đương nhiên là nó sẽ không có nhiều cái tính năng an toàn như kiểu Volvo, nhưng mà những cái tính năng đó thì theo như nhận định của em thì đi đường Việt Nam nó gần như là khó có thể áp dụng được. Các cái hệ thống cao tốc sau này nó phát triển lên thì mình nghĩ là sau sẽ này thì sẽ ổn. Nhưng mà thực ra các cái dòng BMW bây giờ là nó cũng có hết những cái công nghệ đấy mà. Nó chưa đưa về Việt Nam thôi. Hoàng Anh thử nghe nhạc mẫu xe này chưa? 16 loa Harman Kardon luôn. Thì có nhiều khi về cái loa của chiếc này khi em lấy về thì cũng có nhiều người về so sánh. Bởi vì kể cả trong nhà ấy, bạn bè cũng có nhiều người đi mẹ em so sánh. Bảo cái loa này liệu nó nghe nó có kém hơn hay là chất lượng nó kém hơn nhiều không ấy. Thì thực sự khi mà họ so sánh thế thì em cũng không nói gì nhiều. Mời họ lên xe, em bật thử một bản nhạc. Xong tự cảm nhận. Thì thực ra thì không thấy có ai so sánh câu nào nữa. Em nghĩ chắc là nó ổn. Nó ổn. Thực sự là như vậy. Thực ra là nó ngon đấy, nó cũng ngon. Cái thứ hai nữa là cái hệ thống âm thanh muốn hay được ấy, thì đầu tiên ông phải cái phòng nó tốt đã. Thì bản chất cái khoang xe của dòng BMW nó làm rất là kín. Cách âm. Gần như không nghe cái tiếng bên ngoài. Những cái tiếng nếu mà khi mà đóng cửa chặt. Đóng cửa chặt. Cửa là cửa hít nữa. Tất cả những cái xe của Đức các bạn có thể thấy này, là cơ mềm hết. Và cái vật liệu. Mà xe Đức thì lắm điện rồi. Điện nhiều lắm. Tự động nhiều mà. Chạy ngon mà. Hệ thống thông minh. Hệ thống thông minh quá nhiều. Thế đương nhiên là khi sử dụng hay là khi bảo dưỡng hoặc là khi làm một cái gì đó liên quan đến can thiệp kỹ thuật xe thì những cái hệ thống máy móc nó cũng phải rất là thông minh. Làm với người thông minh thì máy móc thì cũng phải thông minh. Nó phải tương xứng. Cái cửa sổ trời này thì nó với Hoàng Anh thì nó có hơi bé không? Mình có thích một cái panorama nó rộng hơn không? Thực sự cửa sổ trời là em thấy là cái option mà thừa nhất ở Việt Nam. nó nói thế cũng được. Bởi nếu mà người nào ấy mà đi xe ấy, chưa có cửa sổ trời, người ta rất là muốn có xe có cửa sổ trời. Nhưng mà khi mà đi xe có cửa sổ trời rồi thì gần như là không động đến bao giờ. Ví dụ như xe của bạn gái mình nhỉ, có cửa sổ trời này, lúc đi mua thì đúng là em phải có cơ. Nhưng mà có hôm quên không đóng hết này, thì xịt nước nó lại vào này. Một năm dùng thì không mở ra một lần. À có. Nếu mà đêm giao thừa mở ra đứng lên xem pháo hoa. Em thấy ấy, như kiểu nếu mà Việt Nam mấy năm vừa rồi ấy, mà cứ bóng đá phát triển như thế thì cửa sổ trời thông dụng. Đúng đi cổ vũ. Nhưng mà thực sự nếu đi cổ vũ mà đứng lên như này rất nguy hiểm. Hôm vừa rồi mình có sang Volvo, họ cho mình ngồi lên một cái ghế và họ thả trên một cái đường trượt, nó mô phỏng với tốc độ khoảng 7 km/h thôi. Và khi nó tương đương với việc mình phanh kịch một cái thì cái dây an toàn nó siết vào cái điểm mà điểm chạm ấy, điểm chạm phanh kịch một cái ấy, cái tiền đình của mình nó bị ảnh hưởng mà phải mất khoảng 3 tiếng sau nó mới hết. Họ bảo thử với 15 km/h mình từ chối, với 3 km/h mình từ chối luôn. Cho nên cái điểm này cũng vậy, khi đứng mà nếu mà phanh kịch thì rất nguy hiểm. Ở Việt Nam thực sự là cái cho con đứng lên đây rồi để đang chạy ở trong phố để nhìn rất nguy hiểm, chỉ cần phanh bộp một phát thôi. Nếu không vững thì bay ra ngoài, còn nếu không thì tỉ ngực vào. Đó, rất là nguy hiểm, cho nên các bạn cũng lưu ý nhá. Cái con này Hoàng Anh đã bao giờ sử dụng cái chế độ này chưa? Cái chế độ CarWatch này. Hình như chế độ này nó hướng dẫn lên cầu rửa. Vâng, đúng không? Mình chưa có lúc nào mình cần dùng. Thực ra cái này nó nhiều vào chức năng nó nhiều chức năng lắm. Trước khi chạy thử thì cũng xin chia sẻ lại với các bạn là cái mẫu hôm trước 530i chính là cái mẫu này mình thử thì chưa được active cái chức năng lùi tự động, thì hôm nay đã được lùi rồi. Nhưng mà chức năng đấy thì nó tương đối giống với cái mẫu 7 series mình đã thử rồi, thì cũng chỉ cần nhấn vào đây và giữ thôi, thế thôi là nó vào thôi. Những cái hệ thống hỗ trợ của BMW thì hoạt động tuyệt vời. Và trên cái mẫu xe này cũng có các cái chế độ hướng dẫn như là vào cái gì đấy, khu vực rửa xe này, CarWatch này. Đấy, với cái hệ thống camera 360 thì nó rất nhiều thứ. Và bây giờ thì không nói nhiều nữa, bây giờ mình sẽ thử luôn. Công nghệ trên những mẫu xe BMW thì không thiếu. Camera 360 này đi chậm, nhìn đường luôn. Ở đây này. À, lại còn hiển thị mình lại có thể bắt vào đây. Đây, cái hay của cái hệ thống điều khiển đấy là đây đúng không ạ? Xoay 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 này thì là này. Chế độ Eco trước nhỉ? Đây là Eco. Êm quá. À, giờ đài an toàn hơi siết cái, rồi lại mới nhả ra. Khi đi Eco mà đi cùng với một vận tốc, thậm chí có thể lên đến 100 cái số trên giờ. Thì anh bật
console lên thì xăng nó tiêu thụ có thể là chưa đến 4 lít bởi vì nó hiển thị luôn trên kia. Trên bảng đồng hồ. Vâng. Wow. Bật eco giữ đều. Giữ đều là 4 lít. Đấy, cứ chia xe Đức tiêu thụ nhiều đi, nhưng mà thực sự bây giờ đấy như mình nói rồi, có cả chế độ lái tiết kiệm nữa. Thậm chí là rất ít chế độ comfort. Bật sang thì là bảng đồng hồ là chuyển màu theo kiểu đồng hồ kim ngày xưa đấy. Vâng. Đồng hồ kim, nhưng mà thực sự là cũng là digital hết rồi. Không biết nó chuyển số lúc nào. Ủa? Mạnh lên tí nữa. Đấy, chỉ nhìn trên đồng hồ công tơ mét mới biết là nhảy số. Vâng. Hộp số 8 cấp đó, hoặc là mình giảm tốc này. Đấy, chỉ cần nhìn trên này mới biết là kim nó cứ nảy như thế này mới biết. Vừa là BMW lại vừa là nhập khẩu nữa. Hoàng Anh có nói một cái chi tiết là có một cái điểm là tại sao mẫu xe nhập khẩu Hoàng Anh lại thích mẫu xe nhập khẩu. Thì thực sự xin đưa với các bạn rằng trong thời gian vừa rồi thì mình có qua thăm cái nhà máy Volvo, thì cũng chia sẻ lại với Hoàng Anh là vào cái nhà máy thì cái dây chuyền lắp ráp thân vỏ và khung gầm thì toàn robot hết rồi. Toàn robot. Chính xác, mình vào mình hoảng luôn. Người chỉ đứng gọi là le ve ở ngoài điều khiển kiểm tra các anh robot làm có ngon hay không, có như thế nào hoặc là có vấn đề gì thôi, để kiểm soát cái phần lỗi thôi, nếu như có xảy ra thôi. Chứ còn về nhìn phê lắm, thực sự là đấy mới biết là tại sao là chất lượng xe lắp ráp nó khác chất lượng xe nhập khẩu. Bởi vì ông lắp ráp bằng máy điều khiển chính xác vô cùng, nanomet luôn, ông lắp ráp bằng cơm cầm súng bắn hàn như thế này. Cái xe này em thích nhất ấy, là khi mà mình tăng tốc. Nếu anh đi từ từ thì nó rất là nhẹ nhàng nó lên. Nhưng mà khi mà đạp nhanh, cảm giác như người dính vào gì. Dính luôn, thử đạp. Tiếng máy nó rít rất là sướng. Mà để với chế độ comfort này. Mình sướng nhất là xem các dòng xe Đức, đặc biệt là BMW, nhìn cái đồng hồ công tơ mét nó nhận nảy số. Nó chưa cần đến sport. Mà máy nó lại không kiểu như gào lên nhở. Xe các cái dòng xe tôi bình dân một tí, hoặc là ấy thì nó cứ phải máy nó cứ phải gào lên một lúc, cứ phải gào là tôi tăng tốc đây thì bây giờ tôi mới tăng tốc. Đây cái này lên ngay, ngay lập tức. Kiểu như người hùng thầm lặng. Nói chung là những cái dòng này mình có nói hay mãi thì nó vẫn hay mà. Mình phải ngồi mình lái xem nó như thế nào thôi. Cái khi mà em lấy xe này thì em đi cùng với cả một đứa em trai. Thì nó khi mà em thử xe ấy, thì nó không thử. Nó suốt ngày nó gàn em là nên mua mẹ. Bởi vì nó nhiều option hơn. Nhiều option hơn, sướng hơn, các thứ là nó trông nó đẹp hơn. Nhưng mà đến khi mà em xác định là bảo là chắc chắn anh lấy con này, nó mới ngồi thử. Thì khi mà nó ngồi thử xong thì nó mới cho một câu, phát biểu một câu mà em phải công nhận là bây giờ em mới hiểu tại sao là anh lấy chiếc BMW này mà anh không lấy mẹ. Bởi cái cảm giác lái là cái mà không thể nói được. Tức không thể mà chỉ ra mà nhìn thấy được. Mà phải ngồi tận tay, phải lái thử, cầm vô lăng, đạp chân ga, lái thử nó mới biết nó như thế nào. Không, những dòng xe Mac thời gian gần đây thì họ tập trung vào design, về những cái trang bị tiện ích thì thực sự nó cũng rất là hấp dẫn, đúng không? Còn với những người mà rất lôi cuốn, đặc biệt là những người mà có cái thích về thời trang hoặc là thích về những cái gì đó. Đấy, còn về mình thì mình lại là một người gọi là rất là mạnh mẽ mà lại thích về những cái trải nghiệm cơ. Đấy là lý do là cái gì hướng về mình này, tất cả những hướng về mình. Và đi qua những cái G nhỉ, mới biết là nó cái hệ thống treo xe nó hay này như nào. Em thì em ở tỉnh. Nên là khi mà em đi đường bê tông nó rất là nhiều, rất là nhiều đường bê tông. Nhưng mà em đi thì gần như nó gọi là qua các G bê tông thì nghe tiếng này, chứ không có cảm giác. Chỉ nghe thấy tiếng kịch cái là nó dập dao động hay này. Nghe tiếng nó cũng rất là nhỏ chứ nó không kêu. Bây giờ mình comfort rồi. Comfort mà đạp nó cũng đã hơi dính lưng vào ghế rồi. Bây giờ sport xem. Sport đồng hồ đỏ lòm luôn. Đồng hồ đỏ lòm luôn. Chuyển từ đồng hồ cơ có kim sang là số. Là khác ngay sport display này. Đấy, lên đến đâu biết đến đấy nhờ. Cái này xe này nó có chế độ kick down này. Đạp sát nó là nó lên. Đi cái đấy chế độ này thực ra nó vượt thích. Nó vượt, một là vượt sướng, hai là nó cũng an toàn chứ. Mình vượt cú nào nó dứt khoát vượt cú đấy. Khi nó bỏ chân ga lên cái là gần như là xe nó chậm luôn. Đúng không? Nhớt phát là nó giảm rồi.
tua thể thao này. Và ví dụ như này này, nó hiểu mình rất nhanh này. Đấy. Nếu mà chân ga mình vào nhiều mình cứ giữ như thế lại mình nhả ra nó đồng hồ đấy, vẫn không giảm nhiều đâu. Nhẹ mình nhả chéo mức nào thì nó sẽ tốc nó kìm theo cái mức đấy. Nên là nó rất là hay, rất an toàn. Phê. Thực sự là chạy những cái dòng xe như BMW này cứ phải 140 trở lên. Đấy là lý do mà bên Đức nó vẫn giữ lại cái hệ thống Autobahn. Nhưng mà một điều hơi tiếc một chút là người Đức rất tự hào về Autobahn, nhưng có khả năng trong tương lai Autobahn sẽ phải giới hạn tốc độ. Bởi vì là lý do về khí thải. Bên châu Âu họ kiểm soát cái khí thải vô cùng chặt. Thực sự khi mà cầm cái xe này mà vào một ngày đẹp trời trên những cung đường mà vắng vẻ mà an toàn thì đúng là đạp đến đâu là sướng đến đấy. Đây các bạn có thể chắc là phải ngồi lên. Vô lăng chính xác quá. Nhích đến đâu biết đến đấy. Cái này nó có cái hệ thống mình có thể tắt đi được là. Cái hệ thống này, hệ thống là DSC này, đang đi nó có cho tắt. Cho tắt luôn. Xử lý thực ra nó không phải là cho tắt mà nó gọi là Sport Traction. Tức là nó giảm mà nó bớt nó can thiệp chậm hơn. Tức là về cái bám ấy. Vâng. Bình thường kia là nó gọi như lúc nào tôi sẵn sàng cho ông rồi, nhưng mà cái này nó chậm hơn tí. Về thật đấy. 3 tỷ hơn nó có cái giá của nó đấy chứ. Phanh nó cũng êm nữa. Thực sự hộp tố 8 cấp này khi mình chạy cả chế độ sport này thì mình cũng không, nếu mà đều ga thì khó biết nó chuyển như nào lắm. Vâng. Chất của BMW đúng không? Thực ra cái này nó cứ phải vào Đại Nam. Anh em trong Sài Gòn là hay vào Đại Nam lắm. Nói lại lên M lên nữa thì M Performance nữa thì thôi rồi luôn. Xe này nếu mà đi, em nghĩ đi hết công suất của nó thì khó, không có đường Việt Nam nào mà chịu được. Đúng rồi, đường Việt Nam bởi vì khó. Có giới hạn tốc độ. Cao tốc Hà Nội Hải Phòng thì cũng chỉ có 120. Thì mà con này nếu mà chạy thực tế của nó thì em chỉ chưa nhấn hết ga, em chỉ nhẹ ga thôi là đã 140 rồi. Mà chế độ này là chế độ có chế độ sport này, mình có thể gẩy số, nhất là nảy số này. Nảy số thì là số nó khác hẳn luôn này. Nó gẩy số như này. Con này phải biết tắt được rồi, thì nó văng đuôi thích lắm. Nảy số này cho mờ hoàn toàn luôn. Đấy và thưa các bạn, đấy là chất của BMW. Có lẽ đây mới chất đường phố thôi nhá. Nếu như chất trường đua thì nó còn chất hơn nữa. Không biết nói như gì hơn. Có lẽ là lời cuối xin chúc mừng anh Hoàng Anh đã mua một mẫu xe phải nói là tuyệt vời. Đắt nhưng mà nó sắt ra miếng. Và rất mong là sau 3 năm nữa lại lên tiếp. Yeah. Em nghĩ là không đến. Không đến. Không đến. Đúng rồi, mình mua một con xe nhiều động lực rồi. Mọi người thì thường mua xe là trước khi mua xe luôn tính tính toán là sau khi mà mua con này thì vài năm sau bán đi được bao nhiêu. Thiệt mất bao nhiêu. Em thì không nghĩ đến thiệt. Mà em nghĩ là khi mà mua con này thì nó sẽ phục vụ cho mục đích kiếm tiền của mình và mình sẽ kiếm được nhiều hơn. Nhiều hơn. Tóm lại là mong anh là mua thêm chứ đừng có bán đi. Mua thêm. Còn các bạn, nếu như các bạn có ý kiến quan điểm như thế nào thì xin vui lòng hãy chia sẻ bên dưới clip bằng cách comment nhé. Hãy comment thật nhiều những cái ý kiến của bạn. Và tôi tin chắc rằng BMW 530i mới nhất tại Việt Nam bây giờ với cái giá 3 tỷ 069 triệu, đương nhiên nó sẽ cao hơn các cái dòng khác nhưng nó có cái giá riêng của nó và nó có cái giá trị cũng rất riêng của nó. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.